tội ấy cho con. Nhà chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Bhagavato sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhaya upavale sada sothi bhavantu bhagavato sabba mangalam rakhantu devata sabba thong upavale sada sothi bhavantu bhagavato sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sankhaya upavale sada sothi Phật huynh tu tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quả đức của chư Phật nhờ quả đức của giáo pháp nhờ quả đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người số a thất a thô su bi tô guru no vô tất đa sa ne a ru vô su bi tô hôi sa hạ sập bế nhà tiếp vị sa Ha suvitavarunaha bhutasa chane roga suvitaho isaha sabbe atipite athalatham suvitavarunaha bhutasa chane roga suvitaho thasaha sabbe hiññati phiên tù xin cho các thiền tịnh được sự an vui được sự tấn hóa trong đường Phật đạo cầu xin cho các thiền tịnh cõi bình hoàn được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay. Con xin hồi hướng công đức. Yang kiên chi cú sa la ca mang mâm ca yi cha manasa tidase sugatang katang ye sata sanino athe chasata asanino katang punya palang nai hang sa pe pha ghi pha hoàn tu te ye tang katang suvidi tang din nang punya palang maya ye chata thanacha nanti deva ganto veda yung sa pe lo kam ye sata chi wan ta ha ra he tu ka ma nun nang pho cha nang sa pe la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đã được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo chuyện cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân Phật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước Phật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Idan nô nhà ti nàng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Idan vát mê pu nhàng a sa wa kha yô wa hàng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bạn quyến thuộc đã qua vạn, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bạn quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duy nhất khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Xin đọc bài Khải Thông Từ. Sabbe puratima yadisa yasata Sabbe puratima yadudisa yasata avera sukhi hontu Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu Sabbe dakhina disa yasata avera sukhi hontu Sabbe pacima yadisa yasata avera sukhi Sabbe pacima yadudisa yasata avera hontu
sabbe uttayasata avera suhi hontu sabbe uttaraya anudisaya satta avera suhi hontu sabbe uparimaya disaya satta avera suhi hontu Satimaya disaya satta avera suhi hontu. Sabbe satta avera hontu suhita hontu nidduha hontu abhyapaccha hontu aniha hontu diha yuka hontu aroga hontu sampattehi samicchantu Sukhi atanang pariharantu dukha patta chandukha faya patta chanipaya soka patta chanisoka huntu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau. Hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng. Hãy cho được sống lâu, có bệnh hoạn. Hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Xin hồi hướng công đức này đến với chư thiên ngũ quan ngôi nhà của chúng con và chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cá thảy. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mại á, Nam mô Sơn Khai á. Chúng con một phút nữa mới đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Không biết sư có mặt trước máy hay không. Dạ, cho con biết cái bàn tay. Con thấy bàn tay con nhờ mít lại cho sư. Cái ứng dụng mới không biết sao để quẹt qua cái danh sách để nhìn ai đang giơ tay. Hồi nãy quẹt được, giờ quẹt không được. Dạ, con xin xuống mít nữa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Khai, sa thú Bình Chánh Ngộ. Như vậy là ngày thứ bảy là cái ngày lễ bái tam bảo thọ trì quy giới của Bình Chánh Ngộ, và hôm nay Bình Chánh Ngộ cũng đã thể hiện rất là tốt trong sử dụng về Man Thoát. Thì quý vị thấy rằng nó nâng cấp và chúng ta thấy cập nhật thường xuyên, và cái chương trình mới thì nó hơi phức tạp. Nếu mà quý vị sử dụng về nguyên bản thì nó rõ ràng hơn, nhất là nắp thóp. Còn mà sử dụng theo cái chương trình mới thì nó có nhiều cái rắc rối lắm. Và nói chung thì tinh thần của quý vị khi đến với đạo tràng, chúng tôi rất là ngưỡng mộ, bởi vì sự nhiệt tình của quý vị đối với pháp học, đối với ba ngôi tam bảo, quý vị đã có một cái sự tiến bộ. Mặc dù mới đến với đạo tràng nhưng mà tinh thần của quý vị rất là cao, đó là điều mà chúng tôi rất là khâm phục và hoan hỷ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 285, 285. Và trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Ratanatayasawandami Buddho Mahesi Arahang Tathagatolo Kutamo Sopagaru Vichet Thakolo Kasasatha Chanadam Mapu Vido Vanda Mahantang Narapu Chanayakam.
Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng, Pháp Ly Phiền Não Từng Giáo Chủ, Chí Năng Vô Lượng, Tứ Đệ, Ngài đã tinh thần, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bà đi bồ vi yá tá sát thú nô lô ca nó mình sá vi nà ká rô phô sá bánh nhô vô thấp bà ti phù tí sanh nhá tô văn đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giá cần pháp bảo vi như anh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màn vô minh, phá tan lầm lạc dũng sinh, đầy nhận Phật tổ quân minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang, đáng cho công chung nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô chú gá tá sá sá quá cô sít khá chú ca mô quá tá thầm mát sít khá cô nền đà phát sân sá đi á nà đá rô quá rô quán đà mát hành tầng ná ra phù. Cha này giác tầm tăng bảo thiên văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lệ thể pháp, hàm nhân ai bì. Con xin lãnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanat ya te che nasikha me e tu wa tha nang ta sa vi a nu pa we nasaha sa ye nasichatu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tăng dương ân đức tâm bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. Tổ Phật Hồn 285 hôm nay khí hậu ở Việt Nam hơi khó chịu một chút, quý vị thông cảm ha. Chuẩn bị vô mùa mưa sấm sét, rồi mưa không được lớn lắm cho nên nó có vẻ hơi khó chịu. Cái hơi đất nó lên nắng một thời gian lâu, rồi hơi đất nó lên không khí rất là oi bức. Nếu mà mưa thật lớn thì nó đỡ, còn mưa nó nhỏ rồi sấm sét, rồi đầu mùa mưa không khí hơi ngột ngạt, hơi khó chịu, quý vị thông cảm ha. Rồi tính tình của chúng tôi có quạo nữa thì quý vị cũng thông cảm giùm một chút. Câu Phật ngôn 285 chín đa si nề ha mắt ta nổ út chín đa si nề ha mắt ta nổ út chín đa si nề ha mắt ta nổ. Tại sao thấy không hợp lý là sao? Xin mời sĩ Nhật Quỳnh ha, bởi vì chúng ta học thì có quyền hỏi, thắc mắc là hỏi. Nói câu này thấy không hợp lý nếu có là sao? Nếu có là sao? Bút chinh đã xì hề nó mất ta nồ xin nè. Rồi mời bàn tay xích nhật nói sao? Sao nói câu này thấy không hợp lý? Trời ơi, Đức Phật Ngài đã đưa ra mà thấy không hợp lý là chỗ nào đây không biết nè. Rồi xin mời sư Nhật Quỳnh, bởi vì cái gì thôi xin mời, bởi vì khi mà có một cái nghi vấn gì chúng ta phải giải quyết liền, chứ để nó, cái rắc rối đó nó làm cho chúng ta trở ngại lắm. Rồi mời sư Nhật Quỳnh nghe. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Còn thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Còn thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu và kính chào, kính cảm ơn chị Mát Ta như qua cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con nghe cái Ngài nói câu không hợp lý, chứ con đâu có nói câu của Đức Phật nó không hợp lý. Bạch Ngài
Em nói tôi trời nóng oi bức rồi tôi có cái gì thì đạo tràng hãy thông cảm, nghĩa là hãy là lỡ mà sư có thầy quan ai là thông cảm, tại vì trời oi bức à. Con thấy câu này không hợp lý, con kính dâng bích đến ngài. À, xin nhập quần ha. Đó là chuyện ngồi quyển. Còn nói chuyện mã trong quyển là cái chuyện câu Phật ngôn 285 à. À, cái chuyện mà chúng ta đương sinh hoạt này là chuyện trong quyển. Còn cái chuyện ngoài quyển là cái chuyện phụ đề Việt ngữ mà. Trời đất ơi à, nghe là đối cảnh là sinh tình. Nói chuyện thời tiết đồ này kia nó cũng ảnh hưởng nhá. À, cho nên phải thầm một câu trước, nếu có quạo thì quý vị cũng thông cảm à, tức là đó là bà con với họ Đỗ đó à, tức là nếu có gì thì Đỗ thừa cho vấn đề thời tiết, đó là chuyện ngoài quyền ha. Còn bây giờ câu trong quyền nè, Uchin Dasine Hamatano. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ Uchinda là một, Sine Hamatano là hai. Cái này là không quan trọng hơn, còn những cái chuyện khác không quan trọng ha. À, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh vừa đến với pháp hội. À, Uchinda, bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của từ này. Uchinda, đây là một cái động từ à, cái động từ này có nghĩa là cắt à, cắt đứt à, do căn ngữ chích. Và chúng ta à, chúng ta thấy có tiếp động ngữ út ở phía trước à, tiếp động ngữ này có nghĩa là đứt, là lìa, là khói. Uchinda ở đây đó là một động từ số ít mà nó lại nằm ở trong cái alapana trong khô cắt, tức là ra lệnh à, người nên cắt đứt, người hãy cắt đứt à, động từ Uchinda, người hãy cắt đứt, người nên cắt đứt à, đó là cái động từ số ít này cho chúng ta ý nghĩa là như vậy. Uchinda. Rồi xà thủ và sư kênh như hoàng à, chữ út là nó cái căn ngữ của chữ út này, chữ D chứ không phải chữ C hả? Mặc dù nó là hai chữ C nhưng mà căn ngữ út của nó à, là chữ D. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy chữ chinh đá à, và chữ chinh đá là chữ C à, nhưng mà cái căn ngữ của tiếp đầu ngữ này á, nó chữ út tức là chữ D. Khi mà hai chữ chinh đá trước của chữ chinh này là chữ CH thì muốn thêm mà một chữ C vô đó thì chữ D nó biến mất à, chữ D nó biến mất à, cho nên chúng ta thấy út chinh đã. Rồi cái từ thứ hai là sine ha mắt ta nô, sine ha mắt ta nô. Ở đây chữ sineha mattano là hai cái từ này nó đi chung với nhau. Thật sự chữ sineha là chữ sinehang cộng với attano à, nhưng mà hai chữ đi chung với nhau thì m có dấu chấm, nó biến mất và nó được dính liền với nhau à. Được dính liền với nhau trong văn phạm người ta gọi là lô và sanh thí, tức là xóa và ráp chữ à, khi mà xóa thì mất cái chữ cái dấu chấm à, ráp vô với nhau
là nó thành nó dính liền với nhau, cho nên xin e hăng tắc tàn nô nó biến thành xin e ha mắt tàn nô. Thì chữ xin e ha đây là một danh từ nam tính á răng tác phun linh gác, và chữ xin e ha này được chia theo đối các số ít đu tỷ giang quỷ phát tí e cao quá trình á, cho nên xin e ha biến thành xin e hằng. Xin e hằng có nghĩa là tham ái, xin e hằng là tham ái. Rồi ác tạ nô do cái từ ác tá, nhưng mà chữ ác tá ở đây được chia theo sở hữu cách số ít, sở hữu cách số ít. Cho nên nó chắc thi quy pháp tí e ca quá trình á, cho nên ác tá biến thành ác tạ nô. Ác tạ nô có nghĩa là của chính mình, của bản thân, của chính mình, của bản thân. Như vậy thì cái sine hamatano tức là lòng yêu mến của mình, lòng yêu mến của mình. Vậy thì câu đầu tiên này, lòng yêu mến của mình. Như vậy thì câu đầu tiên này, út chinh đá xin nề ha mắt ta nồ, út chinh đá xin nề ha mắt ta nồ, người hãy cắt đứt lòng yêu mến của mình. Người hãy cắt đứt lòng yêu mến của mình. Bây giờ chúng ta đến câu số 2 ha. Kumu đăng sa ra đi căng quát ba nít nà, Kumu đăng sa ra đi căng quát ba nít nà, Sumu đăng sa ra đi căng quát ba nít nà. Câu số 2 chúng ta có 4 từ ha. Kumu đăng là 1, sa ra đi căng là 2, quá là 3, ba ni na là 4. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Cúc mu đằng, cúc mu đằng, cúc mu đằng do cái từ cúc mu đa. Cúc mu đa là một danh từ trung tính. A karan ta la pum sắc khả linh ga. Kumuda được chia theo đối cách số ít đu tỷ gia quy pháp tí e ca quá trình á, cho nên Kumuda biến thành Kumudang. Kumudang có ý nghĩa là đố hoa súng trắng, hoa súng trắng. Kumudang là hoa súng trắng. Hoa súng màu trắng, hoa súng trắng, cung mũ đằng. Rồi từ thứ hai, sa ra đi căng, sa ra đi căng. Chữ sa ra đi căng do cái từ sa ra đá, sa ra đá. Nó là một danh từ nam tính, ác răn tắp phung linh gá. Sarada có nghĩa là mùa thu. Sarada là mùa thu. Nhưng mà ở đây nó cũng được chia theo đối các số ít. Saradika, Saradika. Nó biến thành Saradikang. Saradikang là thuộc về mùa thu. Saradikang là thuộc về mùa thu.
Sarada hay là Saradika thuộc về mùa thu. Chữ quá, quá ở đây có nghĩa là ý quá, thay vì chữ Saradikam quá thì ở đây nó đứng rời ra, nó không có dính liền. Vậy chúng ta hiểu chữ quá ở đây có nghĩa là ý quá. Ý quá là ví như, tựa như, dường như. Chữ quá. Vâng. Rồi ba ni na, ba ni na, ba ni na ở đây có nghĩa là bàn tay, bàn tay. Như vậy thì cái câu này cung mục đằng xa rất định cần quá ba ni na, cung mục đằng xa rất định cần quá ba ni na, ví như dùng bàn tay ngắt đi đóa hoa súng trắng mùa thu. Cái câu này nó có liên quan đến cái câu đầu tiên ha, tức là hai câu nó bổ sung cho nhau. Cái động từ uchinda, uchinda có nghĩa là cắt đứt. Và cái câu số 2 này nó có liên quan đến câu số 1. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3. Câu số 3. Sành tí mắc gần e quá prù ha ya. Sành tí mắc gần e quá prù ha ya. Sành tí mắc gần e quá prù ha ya. Câu số 3 chúng ta có 3 từ. Sành tí mắc gần là 1, e quá là 2, prù ha ya là 3. Như vậy thì ở đây sanh tí mắc gần, sanh tí mắc gần do hai từ cộng lại, sanh tí và mắc gần. Chữ sanh tí nó là một danh từ trung tính, ý karan ta na pum sắc cả linh ga. Sanh tí có nghĩa là thanh tịnh vắng lặng, sanh tí là thanh tịnh vắng lặng. Và chữ mất gân do từ mất gá. Mất gá là một danh từ nam tính, akran tap cung linh gá. Mất gá có nghĩa là con đường, nhưng mà mất gá ở đây được chia theo đối cách số ít, đu tì giao vì phát tí e cao quá chân á. Cho nên chữ mất gá biến thành mất gân. Mất gân là con đường. Vậy thì sanh tí mất gân có nghĩa là đạo lộ thanh tịnh hay là con đường thanh tịnh. Sanh tí mắc gần là con đường thanh tịnh. Rồi chữ e quá, e quá e quăng là cũng vậy. Cũng vậy. Rồi, Pruhaya, Pruhaya, Pruhaya. Đây là một động từ số ít. Hãy phát triển, hãy phát triển. Như vậy thì câu số 3 này sanh tí mắc gần e quá prù ha giá, cũng vậy, cũng vậy hãy phát triển con đường thanh tịnh, cũng vậy hãy phát triển con đường thanh tịnh. Rồi chúng ta còn câu cuối cùng ha.
Nibbanang sugate na de sitang. Nibbanang sugate na de sitang. Nibbanang sugate na de sitang. Câu số 4, chúng ta có 3 từ. Nibbanang là 1, sugate na là 2, de sitang là 3. Chữ Nibbanang chúng ta biết do từ Nibbana có nghĩa là Niết Bàn ha. Nibbanang là Niết Bàn. Rồi từ thứ hai Sugate na. Sugate na, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ su ở phía trước có nghĩa là khéo léo, tốt đẹp. Rồi gatte na do cái căn ngữ gầm mà căn ngữ gầm tức là do cái động từ gacchati là đi, gacchati là đi. Ở đây được sử dụng theo sử dụng cách su ít, sử dụng cách su ít có nghĩa là ta tỳ gia vì phát tí e câu quá trình ạ. Su ga nó biến thành su ga tá, nó biến thành su ga tê ná. Chữ su ga tê ná ở đây có ý nghĩa là bởi đấng thiện thể. Bởi đấng thiện thể Sugato, đây là một trong những hồng danh của Đức Phật ha. Sugato tức là đã đi đến cái nơi toàn thiện, đã đi đến cái nơi tốt đẹp, mà nơi tốt đẹp, nơi toàn thiện đó chính là Nibbana, Niết Bàn. Sugate na, không chưa? Su khéo léo tốt đẹp, mà gatte na do căn ngữ gầm là đi, bởi đấng thiện thể. Đó là ở đây nói lên cái hồng danh của Đức Phật ha. Bởi đấng thiện thể. Và cái từ cuối cùng, đề sĩ tăng, đề sĩ tăng. Đề sĩ tăng đây là một cái dạng quá khứ phân từ trung tính do cái căn ngữ dis và desita được chia theo đối cách số ít dutiya vipatti ekavachana, cho nên desita biến thành desitang. Desitang đã được thuyết giảng, đã được chỉ ra, đã được thuyết giảng, đã được chỉ ra. Vậy thì câu cuối cùng Nibbanang sugate na de sitang. Nibbanang sugate na de sitang. Niết bàn đã được thuyết giảng bởi đấng thiện thể. Niết bàn đã được thuyết giảng bởi đấng thiện thể. Như vậy câu Phật ngôn 285 cho chúng ta một ý nghĩa. Người hãy cắt đứt lòng yêu mến của mình, ví như dùng bàn tay ngắt đi đóa hoa súng trắng mùa thu. Hãy phát triển chính đạo lộ thanh tịnh. Niết bàn đã được thuyết giảng bởi đấng thiện thể. Xin lặp lại ha. Người hãy cắt đứt lòng yêu mến của mình, tựa như dùng bàn tay ngắt đi đóa hoa súng trắng mùa thu. Hãy phát triển chính đạo lộ thanh tịnh.
đã được thuyết giảng bởi Đấng Thiện Thể. Mình chào Nguyên Trang vừa đến với Pháp Hội. Câu Phật ngôn 285 được Ngài Giới Đức Phổ Thơ được bác thế này: dây tình xin chớ xót thương, cắt lìa cành nọ sen vương thu tàn, núi chi những buộc những ràng, sống đời an tịnh con đà tôn sư. Dây tình xin chớ xót thương, cắt lìa cành nọ sen vương thu tàn, núi chi những buộc những ràng, sống đời an tịnh con đà tôn sư. Rồi bây giờ chúng ta qua lối dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu hả? Với thể thơ ngũ ngôn có năm từ: từ cắt dây ái dục như tay bẻ sang thu, hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn thiện thể dạy. Từ cắt dây ái dục như tay bẻ sang thu, hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn thiện thể dạy. Rồi bây giờ trong ý nghĩa tiểu vấn, quý vị thấy có chỗ nào rồi? Rồi mời Sức Kem. Con xin cảm ơn sư chí, con xin kính chào sư chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con không có câu hỏi nào về bên từ vựng của bên tiếng Pali, con hỏi bên tiếng Việt Nam. Tự cắt dây ái dục như tay bẻ sen thu. Sen thu là sen gì vậy sư? Trong đây thì nói là sen mà sen màu trắng, sen kêu sen màu trắng mùa thu hả sư? Vậy sen nó có mùa thu, mùa đông, mùa hạ, mùa xuân hả sư? Sen nó có bao, con thấy sen nó có màu hồng, màu trắng. Trong đây nó có màu xanh, nó màu xanh chất quý lắm phải không sư? Con chưa thực thấy sen màu sen hay là súng màu xanh. Cái sen thu này có phải sen nó mặc mùa thu hay là tại cái tên là sen thu? Dạ con không biết, con không hiểu, con xin trả máy rồi, xin trả máy rồi xin sư giải thích cho con hiểu. Con xin cảm ơn sư trước. Alo, Sister Man cũng đưa tay luôn. Nói tiếp luôn, mời Sister Man ha. Dạ thưa sư, cháu con muốn hỏi cái từ mà ruhaya, mình có thể gì do là con mới học, con suy nghĩ cái sự suy nghĩ con nó là cái thể sai khiến, cái thể sai khiến của cái số ít, vậy mình có nên dịch thêm cái từ là tự mình không? Của mình á. Dạ con xin hết, xin sư dạy cho con chỗ đó. Alo, có hai sự thắc mắc. Sự thắc mắc đầu tiên của Sức Kim là sen thu. Rồi sự thắc mắc của Sức Đà Man là cái từ Pali Ruhaya. Bây giờ tuần tự ha. Sức Kim thắc mắc là sen thu. Tại sao có cái từ đó? Thì tiếng Việt Nam á, chữ sa ra đi cần ha, sa ra đi cần có nghĩa là thuộc về mùa thu. Coi lại cái từ sa ra đi cần này ha, đó là thuộc về mùa thu. Đâu rồi? Chạy chữ sa ra đi cần là thuộc về mùa thu ha. Rồi, đó là một, nghĩa là nói về thời tiết thì xuân hạ thu đông, thì xa ra đi cần có nghĩa là thuộc về mùa thu. Rồi cái từ cú mũ đăng, cái từ cú mũ đăng tức là tên loài súng có màu trắng, tên của một loài súng có màu trắng.
Vậy thì Kumudang Saradikam, à, ngài hòa thượng dịch là, không phải là ngài hòa thượng, à, tay bẻ sang thu, à, tức là hoa súng màu trắng trong mùa thu, à, hoa súng màu trắng trong mùa thu. Rồi chiếc kim mà coi như có cái hiểu chỗ này không? Có còn rắc rối chỗ này không? Alo, Saradikam là thuộc về mùa thu, Kumudang là hoa súng trắng. Hoa súng trắng, rồi. Người ta có hai bàn tay, đưa tới ba bàn tay, rồi, dữ vậy hả? Không biết là nó bàn tay ở đâu mà coi như là thiên biến văn hóa nhiều quá nhỉ? Hay là ba đầu sáu tay mới đưa có ba? Rồi, còn Sik The Man thắc mắc cái chữ Pruhaya. Pruhaya ở đây nó thuộc về Alapana, à, cách chia thứ 8, à, cách chia thứ 8 tức là hãy nói lên, ra lệnh, hãy làm, hãy thế này, hãy thế kia. Ví dụ hãy lại đây để trở thành một người để thực hành phạm hạnh, để chấm dứt khổ đau, chứ phi khu để nguyên, chứ không có cái vấn đề nhiều ít lớn nhỏ, hoặc là nhiều thì phi khả tha, hay lại đây. Còn nếu mà một quá thì phi khu, hay lại đây, người hay lại đây thực hành phạm mạnh để chấm dứt khổ đau. Thì cái trường hợp đó là cái trường hợp thứ 8, Alapana, gọi là hô cấp. Thì cái từ Pruhaya này cũng vậy. Hãy phát triển, tức là người hãy tự mình phát triển, người hãy tự mình vươn lên, người hãy tự mình vượt lên chính mình. Thì chữ Pruhaya trong cái dạng này gọi là hô cấp. Cách chia thứ 8 ha, hô cấp ha. Rồi, đó, không có ý kiến cái cò gì hết. Rồi, đồng ý vậy là được rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Có hai sự thắc mắc, còn thêm thắc mắc nữa hả? Sang thu còn tới sang đông này chắc. Xin mời. Dạ, con xin cảm ơn sư trước. Sư, tại sao trong đây Đức Phật nói về sen thu nè, cái bông màu thu, cái bông mùa thu này nè, nó có gì đặc biệt quý hơn mấy cái bông mùa khác không sư? Con không biết sen à. Con lâu thôi Việt Nam cũng thích ăn sen chứ, lắm sen học ăn cũng ngon lắm sư, mà đâu có con đâu biết bông sen gì đâu. Con thấy má con bông sen ở Việt Nam mua cũng khó lắm, chỉ thấy cũng bông dạng thọ bông huệ thôi hồi xưa à. Con không hiểu tại sao cái sen thu nó có gì đặc biệt không sư, con chỉ thắc mắc vậy thôi. Và con xin cảm ơn sư và trả máy thôi ạ. Alo, chị Kim thắc mắc gì là đúng. Bởi vì trong cái bài kinh này không có chỗ nào nói đến cái bông sen hết á. Chứ bông sen có nghĩa là Paduma. Paduma là hoa sen. Nhưng mà đây không có chỗ nào nói về hoa sen, mà chỉ nói lên cái hoa súng mà thôi. Kumudang là bông súng, mà bông súng màu trắng. Tại sao mà nói lên cái bông súng mà không đề cập đến bông sen? Bông súng hoặc là bông sen cũng là những cái loại hoa mà nó mọc lên từ sình lầy hôi thối ha. Ở những cái nơi hôi thối tanh hôi như vậy, nhưng mà cái bông sen hoặc là bông súng, mà bông súng trắng á, mùa thu, trong mùa thu mà có cái bông súng trắng, nó tượng trưng cho cái sự thanh khiết, tượng trưng cho sự trong sạch. Cái bông súng trắng nó được điểm tô cho cái niết bàn, tức là một cái sự thanh khiết, một cái đạo lộ thanh tịnh,
mà Đức Phật ví dụ. À, Đức Phật ví dụ ở trong bài này á, câu Phật ngôn này 285 không có nói lên cái bông sen hả, nhưng mà ngài hòa thượng Minh Châu lại dùng chữ sen thu, chính chữ sen thu đó cho nên mới có sự rắc rối ha. Rồi chính ngài hòa thượng Giới Đức cũng là sen vương thu tàn, tức là trong cái mùa thu là cái mùa mà coi như là buồn ha, cái mùa mà coi như là mùa thu lá bay á. À, quý vị thấy mùa thu là coi như sơ sát ha, nhưng mà ở đây nó còn vương lên, vương lại những cái cành hoa mà của bông súng chứ không phải là bông sen ha. Thì bây giờ quý vị thấy trong kinh á thì nói là bông súng trắng, nhưng mà ngài hòa thượng Minh Châu, ngài Giới Đức thì để là sen thu. À, thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng cái từ quá, à, tức là ví như, tựa như, dường như, đó là một ẩn dụ. À, từ cái bông sen nó ra bông súng, một bông súng trắng thì nó là đặc biệt hơn các cái màu sắc khác. À, cho nên một cái ví dụ ở đây để cho chúng ta thấy rằng kinh sách đưa ra, nhưng mà cái bông màu trắng của bông súng nó đặc biệt lắm, nó đẹp lắm. Còn những cái màu khác thì nãy nó bình thường, nhưng mà cái bông súng trắng đó là một cái loại rất là đặc biệt trong cái mùa thu. À, cho nên ở đây tạo cho chúng ta một cái điểm mà tìm cái bông sen không có ha. Tìm bông sen không có, chữ Paduma không có, mà có chữ Kumudang là hoa súng trắng mà thôi. Rồi sau khi chuyện đó các hoàng bên đi, bông súng bông sen gì nó cũng ở từ nơi hôi thối, từ sinh lầy nó phát triển, mà từ sinh lầy đó phát triển thì cũng giống như ái dục, nó phát triển từ những cái lòng tham muốn, phiền não, tham lam, sân hận. Thì bây giờ cái quan trọng là hãy bẻ cái sen thu đó, hãy bẻ hay là cắt đứt cái dây ái dục. Đây là một cái ví dụ ha, để rồi chúng ta tu theo con đường bát chánh. Nơi đó Đức Phật đã dạy chúng ta đó là một đạo lộ thanh tịnh, Ekamoggo Visuddhiya. Rồi bây giờ học đây ha, rồi chúng ta sẽ thảo luận sau, chắc chắn sẽ để lại một số thời gian để cho quý vị thảo luận về câu Phật ngôn 285 này. Rồi đi vào bài học, câu 1, câu 2. Uchin đã sinhe hamattano kumudang sarandikang wabba nina. Uchin đã sinhe hamattano tano kumudang sarandikang wabba nina. Uchin đã sinhe hamattano kumudang sarandikang wabba nina. Câu 1, câu 2. Xin mời người mới đến đạo tràng. Hôm nay đi học trễ ha, nhưng mà có còn hay không? Rồi xin mời bàn tay ở ngoài Hà Nội. Tay ngoài Hà Nội phân tích câu 1, câu 2. Alo, alo, Uchinda. Câu 1, câu 2. Đưa bàn tay lên chào hỏi chi vậy? Rồi đưa bàn tay lên rồi cái cầm micro rồi muốn chào hỏi gì cũng được, không có ai giành được hết á. Rồi xin mời Sisuha. Alo. Dạ, con kính tri ân sư. Con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Kha.
Con kính nảnh lễ Thượng Tọa Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con có thể thầy xin hai cái câu này, cái click của cô nào bót cái click đen lên dùm chữ đen của con nghe. Cho con xin cái chữ màu đen ạ. Chữ màu này nó màu xanh rồi màu trắng thì nó hiện. Đã. Dạ, con cảm ơn cô Kim. Dạ, dạ, rồi, con nhìn thấy rồi ạ. Uchindasine Hamatalo Uchindasine Hamatalo. Uc là trường âm nhấn, Chin là trường âm nhấn, Đá là đoạn âm, Xí là đoạn âm, Nên là trường âm thông thường, Há là đoạn âm, Mát là trường âm nhấn, Tán là đoạn âm, Nô là trường âm thông thường. Dạ, câu này có 3 trường âm nhấn. Câu 1 Úc, Chin, Mát. Và có 2 trường âm thông thường là chữ Lê và chữ Lô. Còn Đô là đoạn âm, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đã câu 2 là Cúm đăng xa ra đi càng quắp bà ni là ni na ni mà. Đã ni na. Cú là đoạn âm, mú là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, giá đí là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Dạ, con nhìn lại xem có phải chữ na hay chữ ma. Đúng rồi, chữ na. Dạ, câu này thì có 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm này, có chữ đăng và chữ căng, có 1 chữ sa và chữ ba và chữ na là trường âm thông thường. Dạ, con đã phân tích xong ạ. Dạ, con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sao không xuống được mic nhỉ? Sa thú sẽ số khá ha. Tức là vậy cũng uống cà phê là tỉnh táo đàng hoàng ha. Vô phân tích là thấy là nhận qua rất là nhiều. Ai với sức kem là thấy người hào phóng lắm. Hồi nào bông hoa cũng tặng rất là nhiều ha. Rồi quý vị khác, Sức Kim Nhung, Sức Meta, Huynh Chính Ngộ. Huynh Chính Ngộ còn chấp tay bái phục luôn kìa. Thấy à? Rồi Sức Nhật Quỳnh, Sa Thủ, Sức Su Kha. Rất là tỉnh táo, phân tích ngắn, gọn, rõ ràng ha. Và không có sai chỗ nào hết. Bởi vì nhìn những cành hoa này là biết không có sai chỗ nào hết. Rồi Sa Thủ. Bây giờ Chích Niệm Từ là người vô sau cùng ha. Bây giờ mời Chích Niệm Từ phân tích hai câu này có cái giống như Chích Su Khá không? Alo, Chích Niệm Từ ơi, câu 1, câu 2 trường âm đoán âm thế nào đây? Alo, Chích Su Khá phân tích như vậy. Rồi bây giờ Chích Niệm Từ phân tích có hay hơn Chích Su Khá hay không? Mời bàn tay Chích Niệm Từ. Alo, Chích Niệm Từ. Bàn tay đâu không thấy. Rồi, chắc là có lẽ cái máy tối tầm quá hả? Có rồi hả? Rồi, xin mời.
Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính lễ quý cô tu nữ trong đạo tràng. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Uccinda sine hamattano kumudang saradikang vabanina. Dạ, Úc là trường âm nhấn, chinh là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, xí là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, há là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Dạ, câu trong câu thứ nhất thì chỉ có hai loại trường âm, không có trường âm độc thực, giọng nguyên âm, thưa sư. Trường âm nhấn có út, chinh, mắt là ba. Trường âm thông thường có c, nô. Dạ, đoạn âm thì có đá, xí, há, tá là bốn con âm. Dạ, con xin phân tích câu thứ hai. Cú là đoạn âm, mú là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, đí là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Dạ, để trong câu thứ hai thì có hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm là đăng và căng. Trường âm thông thường thì có sa, ba, na. Thì trong câu này thì không có trường âm nhấn. Còn bao nhiêu đó là đoạn âm là cú, mú, rá, đí, quá, ní và sáu đoạn âm. Dạ, con đã phân tích xong. Dạ, con có sai xin ngài sửa lại dùm con ạ. Con cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Buddhaya. Sa thủ, sa thủ, xin niệm từ. Quá, bông hoa cũng quá nhiều hả? Sư cha Su Kha phân tích cũng bông hoa, rồi xích niệm từ cũng hoa cũng bông cũng nhiều quá đi. Không biết rằng những cái bông hoa này khẳng định là quý vị phân tích chính xác ha. Rồi bây giờ thêm người nữa ha, mời huynh bài, huynh bài Quang Hỷ có thể lên theo sự nhận định của mình. Cứ mạnh dạn, đúng sai không quan trọng, nhưng mà trong cái tinh thần học hỏi. Và chính khi mà chúng ta phân tích như vậy, chúng ta thắc mắc hỏi luôn, và đó là điều mà chúng ta tiếp thu trực tiếp ha. Tại sao mà sĩ niệm từ nè, sĩ su khá mà phân tích người ta tặng bông tặng hoa như vậy. Bây giờ huynh bài có thể đưa bàn tay lên, rồi tùy theo sự hiểu biết của mình, biết chừng đâu là huynh sẽ nhận số bông số hoa nhiều hơn là sĩ ca niệm từ với lại sĩ su khá. Alo, huynh bài có trước máy không ạ? Alo, huynh bài. Là vị này đến để ủng hộ đạo tràng ha, hoặc là nhiều khi mới quá cũng ngại không dám đưa tay ha, mặc dù mời. Rồi bây giờ mời sư Tâm Phương. Alo, sư Tâm Phương ơi. Sư Tâm Phương, Quang Hỷ đưa bàn tay lên để phân tích tại sao hai người kia phân tích mà bông hoa nhiều quá. Bây giờ mình phân tích để coi nhận được bao nhiêu bông hoa nè. Mời sư Tâm Phương. Dạ, nam mô Bích Thầy giá, nam mô Thầm Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Con kính nhận lễ thầy. Dạ, con cảm ơn chị Ngọc Huỳnh, cảm ơn Mr. Ta, cảm ơn Kim Dung để ta biết âm thanh rõ. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và số 2. Uccindasine hamattano kumudang saradikam vabanina. Dạ.
chữ Úc là trường âm nhắn, chữ Kinh là trường âm nhắn, chữ Đá đoạn âm, chữ Xí là đoạn âm, chữ Nê là trường âm thông thường, chữ Há là đoạn âm, chữ Mát là trường âm nhắn, chữ Tá là đoạn âm, chữ Nô là trường âm thông thường. Dạ. Dạ, là tiếng Nhờ Tâm này là có ba trường âm nhắn, là chữ Úc, chữ Kinh và chữ Mát là ba, và bốn đoạn âm là chữ Đá, chữ Xí, chữ Há và chữ Tá là bốn đoạn âm. Hai trường âm thông thường là chữ Nô và chữ chữ Nê. Dạ, là con phân tích câu màu. Dạ. Dạ, còn câu thứ hai là chữ Khu là đoạn âm, chữ Khu đoạn âm, chữ Muốn đoạn âm, chữ Đăng là trường âm đặc thi giọng nguyên âm, chữ Sa là trường âm thông thường, chữ Giá là đoạn âm, chữ Bí là đoạn âm, chữ Khâm là đoạn trường âm đặc thi giọng nguyên âm, chữ Quá là đoạn âm, chữ Pa là trường âm, chữ Ní là đoạn âm, chữ Na là trường âm thông thường. Ở trong này thì có hai trường âm đặc thi dụng nhân âm là chữ Đăng và chữ Khâm là hai, và còn thứ sáu đoạn âm là chữ Khú, chữ Mú là hai, chữ Giá là ba, chữ Đi là bốn, chữ Quá là năm, chữ Na là sáu. Dạ, là sáu. Và hai trường âm thông thường là chữ Na và chữ chữ Sa là hai trường âm thông thường. Dạ, con không biết có sai được không, dạ con xin nha, dùng biết cho kia. Dạ. Hello. Chisuka tặng hai cành hoa có lý do, chị Kim Nhung tặng hai cành hoa có lý do, Sisterman cũng hai cành hoa, nhưng mà tại chị Kim này đúng cũng tặng bông nhiều mà sai cũng tặng bông nhiều, cái này thấy rất lỗi quá ha. Rồi sự phân tích của chị Tâm Phương. Cái phần sau á, câu hai á, có nhiều cái rắc rối. Cú mô đằng xà với đi cần quá bài lý nà. Phân tích cái câu hai nó không được ổn, không được tự tin. Bây giờ thấy bàn tay của Thiền Vũ nè, của Huynh Bài nè, xin mời hai vị này. Trước tiên mời Huynh Thiền Vũ trước nè. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư và kính chào đạo tràng ạ. Dạ, con xin được đọc ạ. Uchinda sineha matano kumudang saradi khamva panina. Con xin phân tích ạ. Ut là trường âm nhấn, chin là trường âm nhấn, da là đoạn âm, si là đoạn âm, ne là trường âm thông thường, ha là đoạn âm, mát là trường âm thông thường, ta là đoạn âm, no là trường âm thông thường, kumu là đoạn âm, dam là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, radi là đoạn âm, kham là trường âm đọc theo nguyên âm, va là đoạn âm, pha là trường âm, ni là đoạn âm, nà là trường âm thông thường. Dạ, con xin hết ạ. Xà thủ tuyệt vời quá đi. Vậy mà cài Hữu Hiền Vũ, trời đất ơi, nghe cái giọng cái là thấy giật mình luôn. Hôm nay mới không có nút lùm ha. Có chỉ xin hết nữa là Huynh chính ngộ kết ra chỗ đó rồi, xin hết. Ngắn gọn, rõ ràng, chính xác. Sao mà Sisuka tặng ra hai cành hoa, Sikim Nhung tặng hai cành hoa, Sisterman
Thì quý vị thấy rằng đây là một nhân tài không mời mà lên, cái tinh thần tự nguyện nó cũng cao hơn là nhiều khi mời không chịu lên nè. Rất là tuyệt vời. Xích Thiện Vũ bây giờ mới gọi là Xích ha, chứ thường thường cứ nghĩ rằng chữ Thiện Vũ này là nam chứ. Ai ngờ nghĩa là hôm nay mới bắt đầu trổ tài. Nhưng mà khoan đã, còn một bàn tay nữa, huynh bài, xin mời huynh bài. Alo. Dạ, con xin kính chào thầy và đạo tràng. Con xin đọc và phân tích Uchinda Sine Hamatanyo Kumudang Savatikang Vapang Ninh Nhà. Uchin là hai trường âm nhấn, đá là đoạn âm, xí là đoạn âm, nề là trường âm, hát là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là âm, nồ là trường âm, cu mu là đoạn âm, đằng là trường âm đọc theo nguyên âm, xà là trường âm, rá là đoạn âm, đí là đoạn âm, cần là trường âm đọc theo nguyên âm, vá là đoạn âm, pàn pàn là trường âm, ní là đoạn âm, nà là trường âm. Dạ con xin thầy chỉ cho, con xin hết. Sa thú huynh bài, như vậy là cũng là một sự thành công. Chúng ta không ngờ những cái vị tự nguyện mới đến với đạo tràng nhưng mà tự giác đưa tay lên mà phân tích trường âm là trường âm. Nhưng mà ở đây trường âm á, chữ E đọc là E nha, chữ O đọc là O nha, chứ không phải chữ N đọc là chữ N, chữ N đọc là chữ N, không có thêm dấu nữa. Chữ E đọc là E, chữ O đọc là O. Sine Hamatano, vẫn biết rằng chữ N là trường âm, chữ nô là trường âm, chữ mắt là trường âm. Như vậy là quý vị cũng đã thành công. Khi chúng ta đọc giọng dài và biết đó là trường âm ha. Rồi khi biết nó là trường âm, từ từ chúng ta mới nghĩa về nó, nhìn về nó. Anh này là trường âm, nhưng mà cái loại nào? Chữ út, chữ chinh, hai trường âm nhấn. Nghĩa là khi mà vô đầu là út chinh là hai trường âm nhắn là thành công rồi ha. Rồi những trường âm khác thì còn hơi lúng túng một tí. Nhưng mà chữ đăng là đọc là đăng, chứ đăng mà đọc thêm dấu quyền nữa thành ra đằng. Chữ cân thêm dấu quyền nữa cần ha. Đó đã là trường âm rồi thì không cần thêm dấu nữa ha. Sa thú, hôm nay sao mà Xích Ca Thiện Vũ ha, rồi huynh bài, sao mà hôm nay tự đưa tay lên coi như là chúng tôi cũng ngạc nhiên, tưởng là huynh Thiện Vũ. Bê mắn. Nhưng mà khi nghe giọng như vậy là thấy quý vị thành công rất là nhiều. Xà thủ. Rồi quá giỏi ha. Câu 1, câu 2, còn ai thắc mắc? Xích Tâm Phương nè, Chí Tâm Phương là người lâu rồi nè, nhưng mà vẫn thiếu bình tĩnh, tức là không được tập trung. Khi nghe mấy đứa nhỏ la lú ôm trồn rồi, cái câu 2 cũng bị phân tâm. Câu 1 thì ổn, nhưng mà câu 2 thì bị phân tâm. Hay tập trung chứ, nó la kệ nó, cái miệng của nó này nó la kệ nó, còn mình đọc thì cứ đọc chứ. Tại sao nó la mình cũng la theo nó luôn hả? Hướng tâm về nó làm gì? Cái chuyện đó chuyện ngoài quyển, còn cái chuyện trong quyển này là câu số 2 về chú tâm một chút. Câu 1 thành công, câu 2 thất bại. Rồi Uchin Dachine Hamat
tano kumudang sa radikang wapa nida. À, như vậy là câu 1, câu 2 thông qua được chưa? À, thời gian nó trôi đi nhanh quá ha. Rồi bây giờ câu 3, câu 4 nè ha. Câu 3, câu 4 sành tí mắc gần e quá phù hai gia nếp bà nặng su gá tề nát đề si tăng sành tí mắc gần e quá phù hai gia nếp bà nặng su gá tề nát đề si tăng sành tí mắc gần e quá phù hai gia nếp bà nặng su gá tề nát đề si tăng. Câu này xin mời người thắc mắc giữa phù hai gia này. Xin mời Sister Man, câu số 3 có sự thắc mắc. Rồi, xin mời. Alo, dạ thưa sư, cho con xin phân tích câu số 3 và 4 theo ý của con. Sằng ti mắc gần ê quá phù hai gia nít bà nằng su ga tề na đề si tăng. Chữ sanh là trường âm, chữ sanh chữ con xin đọc lại sanh ti mắc gần e qua phù ha ya nít bà nằng su ga tề na đề si tăng. Chữ sanh là trường âm nhấn, chữ tí là đoạn âm, chữ mắc là trường âm nhấn, chữ gần là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ê là trường âm thông thường, chữ quá là đoạn âm, chữ phu là trường âm thông thường, chữ há là đoạn âm, chữ giá là đoạn âm. Dạ, như vậy thì cái câu này sẽ có 4 đoạn âm và 5 trường âm. Trong 5 trường âm đó thì sẽ có 2 trường âm nhấn, 1 trường âm đọc theo giọng nguyên âm và 2 trường âm thông thường. Dạ, nít là trường âm nhấn. Và con xin xuống câu 4. Chữ nít là trường âm nhấn, chữ 3 là trường âm thông thường, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ xú là đoạn âm, chữ gá là đoạn âm, chữ tê là trường âm thông thường, chữ ná là đoạn âm, chữ đê là trường âm thông thường, chữ xí là đoạn âm, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Như vậy trong câu này thì sẽ có 4 đoạn âm và 1, 2, 3, 4, 5, 6 trường âm. Trong 6 âm đó thì sẽ có 1 trường âm nhấn, 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm và 3 trường âm thông thường. Và đây là cái sự hiểu của con và xin sư chỉ dạy thêm. Con xin hết. Sa thú thấy tầm men bông hoa nhiều quá ha. Rồi cũng có chữ xin hết nữa, huynh chánh ngộ sao cứ chú ý chữ xin hết không nè. Rồi mời huynh chánh ngộ, bây giờ tớ phiên huynh chứ chưa hết đâu ha. Rồi câu 3, câu 4 phân tích sao đây huynh chánh ngộ? Phân tích xong rồi cũng xin hết nha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, có câu 3, câu 4 trước rồi phân tích. San ti mắc gan e wa phu hai yat ni pa nang su ga te na de si tang. Câu số 3, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mắc là trường âm nhấn, gan là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, e là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, hái giá là hai đoạn âm. Câu này hai trường nhấn là san, mắc, một trường âm đọc theo giọng nguyên âm là gan, và hai trường âm thông thường là e, ru. Còn lại là 4 đoạn. Câu số 4, nếp là trường âm, 3 là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú gá là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, đê là trường âm thông thường,
xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Những câu này có hai trường âm đọc theo dòng nguyên âm là năng và tăng. Trường âm nhấn có một là niếp. Trường âm thông thường có ba là ba, t và d. Thì con xin hết chút mít. Ai huynh chánh ngộ, sa thú cũng trước khi xuống cũng xin hết luôn hả? Như vậy người ta xin hết cũng nhắc nhở người ta. Rồi bây giờ tới phiên mình xin hết, là nhận một số bông hoa rồi cái rồi như vậy là huynh chánh ngộ phân tích cũng đâu có chỗ nào sai đâu. Toàn là ba cành bông trở lên không à. À nhưng mà đặc biệt là những người tán thán á, thay vì tặng bông tặng hoa thì coi như đưa lên một ngón tay nhất dương chỉ. Rồi mời xích duyên cô ba cô bốn, sao mà người không tặng bông tặng hoa mà đưa ngón tay lên chi vậy? Rồi cô ba cô bốn phân tích làm sao xích duyên? Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin kính lễ sư trí đức, con xin chào quý cô tu nữ và con xin chào đạo tràng. Dạ anh huynh chánh ngộ là đàn ông mà sư chắc ảnh không cần hoa đâu, cho nên con cho mấy cái ngón tay số 1 lên là được rồi. Dạ con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. San tí mát gần ê quá bùng há giá níp bà nặng su gát tê ná tê xí tăng. Sang là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mát là đoạn âm, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bru là trường âm thông thường, há là đoạn âm, giá là đoạn âm. À, câu số 4 là níp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, gá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con có sai xin sư sửa. Dạ. Dạ, cô đúng rồi cô. Chữ mát là M-A-G là trường âm nhấn đó cô Kim. Mô Phật. Dạ, con xin xuống mic ha. Alo, xích duyên ơi, chữ mất là trường âm nhấn, nhưng mà lại nói rằng mất là loãng âm của đế. Cho nên nhìn những cành hoa này. Rồi, xích duyên, nghe lại ha. Rồi thấy chữ mất này là trường âm nhấn, chứ không phải là đoạn âm bị chi phối. Cho nên cái, trong cái giọng nói thì quý vị thấy rằng chiếc duyên cũng đang sức khỏe không tốt, quý vị thông cảm ha. Chỉ có sai cái chỗ mất, cái mất nó là trường âm nhấn chứ không phải đoạn âm, chỉ sai cái chỗ đó thôi, còn bao nhiêu đều đúng hết. Rồi như vậy thì câu 3, câu 4 có ai thắc mắc? Alo, câu 3, câu 4 có ai thắc mắc câu này không? Như vậy là cô 3, cô 4 không ai thắc mắc hả? Hồi nãy thì cô 1, cô 2 là thấy đưa tay thắc mắc liền hả? Nhưng mà bây giờ cô 3, cô 4 à. Mời Sích Thiện Vũ à, bây giờ mời Sích nè, chứ không có nói huynh nữa nghe. Hồi nãy nghe lên là cầm micro là hết hồn rồi. Mời Sích Thiện Vũ phân tích lại cô 3, cô 4 ha. Hồi nãy tự nguyện, bây giờ được mời nè ha. À, bàn tay đâu đưa lên đi. Alo, Sĩ Thiện Vũ.
và mặc cỡ không chịu đứng à, thấy thấy rồi, xin lỗi xin lỗi. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ mời thiện hữu cầm mic, có lẽ không nhìn thấy màn hình hay sao mà em ru được cái bàn tay không ha. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Mau lên thiện hữu ơi, Nhật Quỳnh ngủ gục bây giờ đó. Dạ mời thiện hữu cầm mic nha. Dạ, đã nghe rõ em nói chưa ạ? Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, con xin kính chào đạo tràng, con xin phân tích lại câu 3 và câu 4. Sằng thi mắc gầm eva tu haya nibbanang suga te na desi thăng. Sằng là trường âm nhấn, thi là đoạn âm, mắc là trường âm nhấn, gang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, e là trường âm thông thường, va là đoạn âm, ru là trường âm thông thường, ha ya là đoạn âm, nip là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suga là đoạn âm, te là trường âm thông thường, na là đoạn âm, đề là trường âm thông thường, si là đoạn âm, thang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin hết ạ. Alo, xà thủ, thích thiền vũ. Những cành hoa rất là rõ ràng, chính xác là sư thiền vũ đã phân tích đúng. Nhưng mà huynh chánh ngộ cũng có chữ xin hết trong đó nữa. Các bạn đọc xong xin hết là đó là đúng rồi, vậy nữa. Rồi, như vậy thì câu Phật ngôn số 3, số 4 này ha. Số 3, số 4, chúng ta thông qua được chưa? Thời gian ngày càng eo hẹp ha, quý vị thông cảm ha. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Uchinna sine hamattano kumudang sa radikang wabha nina santi mắc gần e wabru hayanipa nang sugate na de si tăng. Trường âm thường e o a i u nằm giữa hai phụ âm đọc như thế nào? Trường âm thông thường ha, e o a i u nằm giữa hai phụ âm đọc như thế nào? Ví dụ đi, trường âm thông thường nằm giữa hai phụ âm thì đọc như thế nào? Ví dụ như nếp ba năng hả? Chữ bốt, chữ nát. Chữ bốt, chữ nát. Chữ bốt thì đọc là trường âm nhấn. Nhưng mà nằm giữa hai phụ âm, nhưng mà phía sau nó hai phụ âm nhấn hay sao? Hai phụ âm ghép hay sao?
chỉ là chữ bốt nè ha. Cái quan trọng là ở phía sau chữ T đó còn có cái chữ nào nữa hay không. Nếu mà có một chữ nào nữa phụ âm á, thì chúng ta đọc là bốt. Còn nếu mà không phải là phụ âm á, thì chúng ta đọc là vô. Chữ na, chữ vô, chữ na. Ví dụ đi, ví dụ như chiếc Kim Nhung đưa ra một số từ, để rồi chúng ta y cứ vào đó. Những trường âm thông thường nằm giữa hai phụ âm, chiếc Kim Nhung có thể đánh lên để những cái từ đó chúng ta khẳng định nó là trường âm như thế nào, nó là trường âm thông thường hay là trường âm nhấn. Sumethaso, sumethaso. Chữ E nằm giữa hai phụ âm M và chữ Tha, thì chúng ta vẫn đọc là sumethaso. Thì có gì trở ngại đâu. Khi nào mà thêm một chữ D nữa, tức là sumethaso, thêm một chữ D nữa, thì nó là trường âm nhấn. Còn bây giờ, ví dụ Abhamadharato, Abhamadharato, chữ này ha, Kiriya Phinya, Kiriya Phinya Vodha Banan Nancha ha. Sumethaso, Chích Nguyên Trang. Cái chữ mà Chích Kim Nhung đưa lên nè, Kiriya ha, Kiriya. Rồi Phinya Vodha Banancha, Banancha ha. Ý của Chích Kim Nhung muốn hỏi chữ Vod đó ha. Chữ Vod thì chúng ta đọc nó là trường âm nhấn. Rồi ở đây banh nhắc ta, bởi vì hai chữ T phía sau, banh nhắc ta. Chữ banh nha là trí tuệ ha, nhưng mà tại sao chữ ác ta nữa, ác ta đâm bát nà ní. Thì bây giờ cái chữ mà của Thích Kim Nhung muốn hỏi là chữ nhắc ta, trường âm thông thường, khi mà sau đó hai phụ âm ghép thì chúng ta đọc nó trở thành trường âm nhấn. Banh nhắc ta, banh nhắc ta. Còn ở trên là Kiriya Phinya Vodha Bát Năn Cha ha. Chữ Phinya Vodha, rồi còn Chích Kim như sao, chữ Kiriya hay là chữ cú, chữ nhắc ta ha, chữ Vodha banh nhắc ta. Rồi như vậy thì từ từ Kiriya chứ sao mà Kuriya được. Dấu viết liền, liền hai viết rời ra thì chúng ta vẫn thấy nó là trường âm nhấn. Vodha banh nhắc banh nhắc ta, Vodha banh nhắc ta. Chữ banh nhá ta ở trên bán năn cha. Tùm lum nè. Thôi được rồi, cái chuyện đó từ từ chúng ta sẽ gặp sau ha. Rồi Sư Kim Nhung nên nhớ rằng khi nó là trường âm thông thường, nhưng mà phía sau nó là hai phụ âm ghép, thì chúng ta đọc nó là trường âm nhấn ha. Như cái chữ quốc tha, không có chữ T, một chữ T thì chúng ta đọc là vô tha, nhưng mà hai chữ T thì chúng ta đọc là vô tha. Rồi, thôi bây giờ trả lại bài học.
Cái chuyện đó từ từ chúng ta sẽ gặp sao ha. Rồi bây giờ quý vị chú ý ha, phân tích thì chính xác rồi, còn cái giọng đọc làm sao cho nó ổn đây. Uchindasine hamattano kumudang saranikang wabanina santimak gan ewapru hajanipanang sugate nadesitang. Uchindasine hamattano kumudang saranikang wabanina santimak gan ewapru hajanipanang sugate nadesitang. Từ các dây dục như tay bẻ sang thu hải tu đạo tịch tịnh niết bàn thiền thể giải. Rồi xin mời bàn tay vui vẻ. Alo, ai là người đưa tay đầu tiên đây? Suka Chikki, con xin kính chào sư trí đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con xin Thiện Vũ, cảm ơn Thiện Vũ, Meta, cô Như Quỳnh, Đồ Minh Phôi và bốn người nha, quá đủ rồi, âm thanh rõ. Con xin đọc Kinh Pháp Cú, câu 285. Úc Trình Đá Xí Nề Há Mắc Ta Nồ Khu Mô Đằng Xà Đá Đi Khăn Quá Phà Ni Nà Sằng Tí Mắc Gần Ê Quá Phù Há Giá Ni Bà Nằng Sư Gá Tề Ná Đề Xí Tăng. Úc Trình Đá Xí Nề Há Mắc Ta nô khu mu đằng xà đa đi khẳng quá phà ni nà sẵn tí mắc gần ê quá phù ha giá ni bà nàng su gá tề na đề si tăng. Úc trình đá si nề ha mắc ta nô khu mu đằng xà đa đi khẳng quá phà ni nà sẵn tí mắc gần ê quá phù ha giá ni bà nàng su gá tề na đề si tăng. Tự các dây ái dục như tai bẻ sen thu hải tu đạo tịch tịnh niết bàn thiện tệ dạy, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con có sai xin đi sửa, con xin trả máy rồi. Alo. Alo. Cảm ơn cô cho con biết tín hiệu. Nam mô Buddha giá, Nam mô Thamma giá, Nam mô Sangha giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng ký cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 285. Chin da si le hamatalo kumudang sa zadikang wabanina santimak gang e wabuhat salib banang sugate na de sitang. Uk chin da si ne hamatalo kumudang sa zadikang wabanina santimak gang e wabuhat salib banang sugate na de sitang. Úc trình đa sê ha ma ta lô cú mu đằng xà ra đi cẳng qua bà ni nà sàn ti mắc gẳng ê qua bù ha ra ni bà nàng su gà tê na đề si tăng. Tự cắt dây ái dục như tay bẹ sen thu hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn thiện thể dạy, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ con kính mời bàn tay các cô chú ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Alo. Dạ. Alo. Alo. Không biết đại tràng có nghe con được nói được không ạ? Alo. 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 Dạ, dạ con xin cảm ơn. À, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính lễ Ngài Trí Đức, con xin kính chào các anh các chị trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú 285. Úc chín đa si nề ha ma ta nô cu mu đằng xà ra đi càng qua bà ni na sằng ti mắc gần e quá pro ha ya nip
ba đằng xuống gà tê na đề si tăng Úc in đa si nề ha mát ta nô cú mu đằng xà ra đi càng qua bà ni na Sẵn ti mắc gần ê qua prù ha gia nít ba đằng xuống gà tê na đề si tăng Tự cắt dây ái dục như tay bẻ sen thu Hãy tu đạo tịch tịch niết bàn Niết bàn thiện thể giải Con sám hối Niết bàn thiện thể dạy Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Dây tình xin chớ xót thương Cắt lìa cảnh nọ sen vương thu tàn Núi chi những buộc những ràng Sống đời an tịnh con đàng tôn sư Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức Dạ cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài Dạ con xin xuống mic ạ Xin mời chị Tâm Phương ạ Dạ Nam Mô Bổn Thầy nha, con tính những lễ thầy. Con mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú 285. Dạ kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh Thiên Vũ Mita. Dạ đã cho biết âm thanh rõ, con xin đọc. Uchin dasi ne hamatta no kumu dang sa radi kham thằng quá bà ni na sành ti mắt rằng e quá ru ru hai già nít bà nằng su ga tề nát để đi tầm u trình đã xin nề hạ mắt ta nổ khu một đằng xà ra đi thằng qua bà ni na sành ti mắt rằng e qua ru hai già nít bà nằng su ga tề na na đề si tăng u tin đa si nề ha mắt ta nổ khu một đằng xà ra đi thằng qua bà ni na say ti mắt rằng e qua pro hai già nít bà nằng su ga tề na đề si tăng tự cắt dây ái dục như tay bẻ chăn thu hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn hiện thể và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Dạ. Dạ con Nguyên Trang Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức Con kính đảnh lễ Cô Tư Ngữ Tuệ Duyên Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni Dạ con kính chào tuệ đầu tràng ạ Dạ con xin Dạ con cảm ơn cô Nhật Nhật Quỳnh Dạ con cảm ơn cô Tư Ngữ Tuệ Duyên Cô Meta, cảm ơn Sức Tình Men, cảm ơn Sức Thiện Vũ Đã cho biết được tín hiệu ạ Dạ con cảm ơn đầu tràng Dạ con xin đọc câu pháp cú 285 ạ. Uchindasine hamattano kumudang sa radikang kwaba nina santimak gang e wapru hayanipa nang sugate nade sitang. Uchindasine hamattano kumudang sa radikang kwaba nina san mắt cần e wapru haya nipa nang sugate na de si tăng tự cắt dây ái dục như tay bẻ sen thu hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn thiện thể dạy và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu
Uchindasine hamattano kumudam saradikam vabanina santimakam evapru yanipanang sugate nade sitang. Dây tình xin chớ xót thương, cắt lìa cành nọ, xây hương thu tàn. Núi chi những buộc những ràng, sống đời an tịnh con đàn, tôn sư. Dạ đây là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Anh Bài lên đọc nha, anh Bài mới vào một phân tích rất là hay ạ. Nguyên Trang xin mời vô nha, lên đọc nha. Dạ con cảm ơn đạo tràng, dạ con xin xuống bích ạ. Dạ con kính cảm ơn Ngài đã giảng dạy ạ. Alo, con xin chào, kính chào thầy và đạo tràng. Bây giờ con xin đọc câu Kinh Pháp Cú, câu 285. Uchin dasine hamatano kumudang savadikang vapang nina santimagang e vapuhanya nibbanang sugate nade sitang. Uchin dasine hamatano kumudang saradikang wa panina santimagang e vabuhanya nibbanang sugate na te si tăng. Tự cắt dây ái dục như tay bẻ sang thu, hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn thiện thể dạy Hòa Thượng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dây tình xin chớ xót thương, cắt lìa cành nọ sen vương thu tàn. Núi chi những buộc những ràng, sống đời an tịnh con đàn tôn sư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin hết, xin cảm ơn. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tha Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nguyện được con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ cô tự duyên và con kính chào đạo tràng. Dạ. Cảm ơn cô tự duyên, cảm ơn Thiền Vũ. Cảm ơn Sismita, cảm ơn xin Vinh Chánh Ngộ cho biết. Cảm ơn Hành Dung, cảm ơn Sis Nhật Quỳnh cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú số 285 ạ. Uchin dasine hamattano kumudang sa radikan waba nina sang timak gang e wabru hayanibbanang sugate nade sitang. Uchin dasine hamattano kumudang sa radikan waba nina sang ti mắc gần e wa pru ha ya nip ba nang su ga te na de si tăng. Dạ con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Từ các dây ái dục như tai bẻ thu, hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn thiện hệ thệ dạy. Chin đa si nề ha mắc ta nô cu mu đằng xà ra đi cằng qua bà ni nà sằng ti mắc gần ề qua bù ha yam nếp bà nằng su ga tề na đề si tăng. Dạ con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Dây tình xin chớ xót thương, cắt lìa cảnh nọ sen vương thu tàn.
núi chi nhận buộc ràng sống đời an tịnh con đàn tôn sư. Dạ con đã đọc xong ạ. Cảm ơn đạo tràng. Dạ xin mời đạo tràng lên đọc tiếp. Dạ mời Sismita nè, Hạnh Dung nè chưa lên đọc. Dạ mời cô Tuệ Duyên lên đọc bài. Dạ con xin dâng bức cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ dạ nam mô Bố Tha dạ nam mô Tham Ma dạ nam mô Sang Kha dạ con kính lễ ngài Tý Đức cùng chư tôn đức tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cũng xin trả bài câu pháp cú 285. Úc Chình Đá Si Nề Ha Mát Tá Nồ Cú Mú Đằng Xà Rá Đi Cằn Quá bà ni nà sằng tí mắt gần ê quá pru ha giá nếp bà năng su gá tề na đê si tăng Úc Chình Đá chạy đâu nữa Úc Chình Đá Si Nề Ha Mát Tá Nồ Cú Mú Đằng Xà Rá Đi Cằn Quá bà ni nà sằng tí mắt gần ê quá pru ha giá nếp bà năng su ga tề na đề si tăng từ các dây ái dục như tai bẻ sen thu chỉ tu đạo tịch tịnh niết bàn thiện thể giải. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Úc Chình Đá Si Nề Ha Mát Tá Nồ Cú Mú Đằng Xà Rá Đi Cằn Quá Bà Ni Na Sằng Tí Mắt gần ê quá pro ha giá nếp ba năng su ga tề na đề si tăng dây tình xin chớ xót thương cắt lìa cành nọ sen vương thu tàn núi chi những buộc những ràng sống đời an tịnh con đàn tôn sư. Và đó là bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Mát Ta. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn chị Mát Ta, Hành Dung, Thiện Vũ đã cho biết cái đó. Dạ, tôi xin đọc bài ạ. Úc Chình Đá Si Nề Ha Mát Tá Nồ Cú Mú Đằng Xà Rá Đi Cằn Quá Bà Ni Nà Sàn Tí Mát Gần Ê Bù Hai Yá Ni Bà Năng Su Gá Tê Nà Đề Si Tăng Úc Chình Đá Si Nề Ha Mát Tá Nồ Cú Mú Đằng Xà Rá Đi Cằn Quá Bà Ni Nà Sàn tí mắt gần ê quá rù hay á ni bà năng su gắt tê nát đề si tăng Úc Chình Đá Si Nề Ha Mát Tá Nồ Cú Mú Đằng Xà Rá Đi Cằn Quá Bà Ni Nà Sàn tí mắt gần ê quá rù hay á ni bà năng su gắt tê nát si tăng Từ các dây ái dục như tay bẻ sen thu hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn thiện thể dạy. Phổ thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu. Úc Chình Đá Si Nề Ha Mát Tá Nồ Cú Mú Đằng Xà Rá Đi Cằn Quá Bà Ni Nà Sàn Tí Mắt Gần Ê Quá Rù Ha Yá Ni Bà Năng Su Gách Tê Nát Đề Si Tà Dây tình xin chớ xót thương cắt lìa cành nọ sen vương thu tàn núi chi những buộc những ràng sống đời an tịnh con đàn tôn sư. Và phổ tên này của hòa thượng Giới Đức. Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh đã phát bài.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khaya. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức, kính lễ quý cô tu nữ và kính chào cô chú anh chị trong đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin phép đọc câu Phật ngôn số 285. Chinh đa si nề ha mát ta nô cú mu đằng sa ra đi căng quá bà ni nà san ti mắc găng e quá bru ha ya nip bà năng su ga tê na đề si tăng. Úc chinh đa si nề ha mát ta nô cú mu đằng sa ra đi căng quá bà ni nà san ti mắc găng e quá bru ya mát e quá bru Haya nipa nang sugate na de si tăng. Từ các dây ái dục như tay bẻ xe thu, hãy tu đạt tịch tịnh niết bàn thiện thể dạy. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Úc chinh đa si nề ha mát ta nô cú mu đăng sa ra đi căng quá ba ni na san ti mắc găng e quá bru gia ma ni ba năng su ga tê na đề si tăng. Dây tình xin chớ xót thương, cắt lìa cành nọ, sen vương thu tàn. Núi chi những buộc những ràng, sống đời an tịnh con đàn tôn sư. Đó là phụ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng. Con kính mời người kế tiếp ạ. Nam Mô Bụt Thầy, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn thiện phụ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu, và con xin được trả bài Pháp Cú Kinh số 285. Bụt chinh đa si nề ha mát ta nờ cú mu đăng sa ra đi căng bà ni nà san ti mắc gần e gấp rù ha ya nip ba năng su gấp tê na đề si tăng. Bụt chinh đa si nề bụt chinh đa si nề ha mát ta nờ cú mu đăng sa ra đi căng bập bà ni nà san ti mắc gần e gấp rù ha ya nip ba năng su gấp tê na đề si tăng. Bụt chinh đa si nề Hamatano kumudansa radikang vapa nina santimak gang e varu haya nipanang sugate na de si tăng. Tự các dây ái dục như tai bẻ sang thu, hãy tu tạo tịch tịnh niết bàn thiện thể dạy. Và đây là bản biểu ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dây tình xin chớ xót thương, cắt lìa cành nọ, sen vương thu tàn. Nuôi chi những muộn những ràng, sống đời an tịnh con đàn tôn sư. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chi trung đức. Nhục Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con có sai chỗ nào Ngài chỉ dạy cho con. Dạ, con cũng thỉnh Ngài trở lại đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Thầy á. Dạ, nãy giờ Nhục Quỳnh thấy cái nít An Trần chạy ra chạy vào rất là nhiều lần. Dạ, bây giờ không biết An Trần có nghe được không. Đích nhờ mới vào mà rất là chịu khó chạy ra chạy vào, rất là hoan hỷ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Đàn còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ, cảm ơn thiền vụ, cảm ơn chánh ngộ. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Chắc là ngày bận rồi phải không quý vị? Không thấy bóng dáng ngày ở đâu hết. Nguyên Trang có thấy không? Có thấy bóng dáng ngày Trí Đức không Nguyên Trang?
là tại quái của Nhật Quỳnh. Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang có thấy tín hiệu của ngài không Nguyên Trang? Không phải không? Thôi bây giờ thì không, không luôn à. Rồi ngài xuất hiện rồi, con kính nhân bích đến ngài. Alo, 123, 123. Hôm nay có nhiều giọng đọc cũng lạ lạ à, nhưng mà thấy huynh bài thấy thành công á. Rồi sao sao không thấy Sĩ Thiện Vũ huynh Chánh Ngộ lên đọc ha? Nhưng mà huynh bài là đã có một cái sự thay đổi nhiều. Sine nè, rồi Aptano nè, không còn đọc chữ nè, không đọc, không còn đọc chữ nồ nữa, hoặc là chữ đăng đọc là chữ đằng nữa. Như vậy là có một cái sự thay đổi rất là nhiều ha, tiến bộ. Sa thú huynh bài, dù là mới nhưng mà huynh có một cái sự tiến bộ thấy ngay trong đạo tràng này ha. Trong lần đọc trước và bây giờ lần đọc này có một cái sự tiến bộ rất là nhanh. Sa thú sự tiếp thu của huynh, và chính huynh cũng là người vượt lên chính mình. Bây giờ câu Phật ngôn 285 chúng tôi xin đọc lại và đi vào duyên sự, bởi vì thời gian không cho phép chúng ta kể. Cái quan trọng ở đây là cái giọng kinh của chúng ta, trường âm đoạn âm đã phân tích rõ, còn cái giọng kệ thì sao cũng được hết á, có cũng được không có cũng được, nhưng mà cái giọng kinh quý vị phải biết trường âm và đoạn âm, để khi mà chúng ta đọc lên chúng ta biết đúng và sai. Câu Phật ngôn 285 Uchin dasine hamattano kumudang saradikang wabanina santi gần evapu hayanip banang sugate nade si tăng. Câu Phật ngôn này dễ đọc bởi vì câu số 2 cuối câu nó là một trường âm, và chính vì trường âm như vậy cho nên chúng ta chia câu Phật ngôn này ra làm hai. Chúng ta dừng lại cuối câu 2 ba ni na, còn vị nào có hơi thì đọc nguyên câu, còn nếu mà không có hơi thì chúng ta đọc hai câu mà thôi. Chúng ta dừng lại nơi câu số 2 ba ni na ha. Uchin dasine hamattano kumudang saradikang wabanina santimak gang ewapru hajanibbanang sugate nade sitang. Quý vị đọc chậm nhưng mà chắc và bảo tồn lực lượng hơi sức của mình ha. Và khi mà quý vị làm chủ được cái hơi của mình, chia câu làm hai thì quý vị cảm thấy nó nhẹ hơn ha, và cảm thấy rằng mình tự tin. Còn nếu có hơi sức thì quý vị đọc thẳng một hơi. Uchin dasine hamattano kumudang saradikang wabanina santimak gang ewapru hayanibbanang sugate nade sitang. Quý vị có thể chọn hai cách đọc. Tự cắt dây ái dục như tay bẻ sang thù, hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn thiệt thệ dạy. Câu Phật ngôn này được Đức Phật dạy thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, và ngài đã đề cập đến một người đệ tử của ngài Sariputta. Có một người thanh niên, con của cái người làm thợ kim hoàn, thợ bạc. Anh chàng thanh niên này đẹp trai và đã xin xuất gia với ngài Sariputta. Sariputta nghĩ rằng các thanh niên thì tình ái rất là mạnh, thế thì ta phải cho đệ tử của mình niệm đề mục bất tịnh, ngỡ hầu chống lại với những sự ham muốn về tình xuân. Cái đề mục này lại thích hợp với người đệ tử,
Bởi vậy khi mà vào rừng hành thiền suốt cả 3 tháng thì người đệ tử này chẳng đạt đến định tâm, cho nên mới trở về bạch với Ngài Sariputta. Ngài Sariputta mới hỏi rằng: này hiền giả đã đạt được cái đề mục của mình chưa? Người học trò mới đem câu chuyện của mình bạch lại với thầy. Và khi đó thì Ngài Sariputta nói với đệ tử: hành giả không nên bỏ cuộc, cái đề mục thiền của ta không thành tựu. Và Ngài đã giảng giải thật kỹ đề mục bất tịnh này cho người đệ tử nghe. Nhưng mà lần thứ hai người đệ tử cũng không đạt được pháp thượng nhân nào, cho nên đã trở về bạch lại với thầy. Lần này thì Ngài Sariputta vẫn dạy cái đề mục cũ, dùng nhiều cách ví dụ để nói rõ cái lý do then chốt của tình đại. Nhưng mà rốt cuộc lại thì cũng chẳng có kết quả gì. Ngài Sariputta mới nghĩ rằng cái vị thị khưu này hành đạo, nếu mà trong tâm có phiền não dục vọng thì biết rằng có, không có thì biết rằng không có. Vị thị khưu này hành đạo rất là tinh tấn, không phải là không tinh tấn. Đi trên chánh lộ chứ đâu phải đi trên tà lộ. Chắc có lẽ người này có duyên với Đức Thế Tôn. Rồi vào buổi xế chiều, Ngài Sariputta dẫn đệ tử của mình đến ý kiến bậc đạo sư và tường trình mọi công việc. Bạch Đức Thế Tôn, đây là vị tỳ khưu đệ tử của con. Con đã truyền dạy đề mục về bất tịnh. Đức Phật mới phán rằng: này Sariputta, cái tuệ hiểu biết rõ những cái khuynh hướng về phiền não của chúng sanh chỉ có nơi đức chánh đẳng chánh giác, là bậc đã viên mãn về pháp độ, chứng đắc toàn giác, khiến cho 10.000 thế giới hoan hô vang dậy. Đức Thế Tôn Ngài quán sát biết rõ nội tâm của vị tỳ khưu trẻ rằng: vị tỳ khưu này từ gia tộc nào đi xuất gia? Và khi biết vị này từ một gia đình thờ bạc đi xuất gia, Đức Phật tiếp tục quán về tiền kiếp của vị đó và thấy được rằng vị này đã tái sinh trong gia đình thờ bạc 500 kiếp liên tục. Đức Phật mới suy nghĩ: vị tỳ khưu này đã từng sống trong một gia đình thờ bạc 500 kiếp, đã nhiều lần nói ta sẽ làm ra những cánh hoa bông đeo tai, những đóa hoa sen, vân vân, và quanh quẩn chỉ tiếp xúc với cái chất vàng rồng mà thôi. Những đề mục bất mỹ như là thế trượt, bất tịnh, không thích hợp với vị tỳ khưu này. Cho nên vị tỳ khưu này niệm những đề mục khả ái hơn, tốt đẹp hơn. Chính vì vậy Đức Phật bảo rằng: này Sariputta, đề mục của ngươi khiến cho vị tỳ khưu này mệt mỏi, dùng công trong 4 tháng mà chẳng có kết quả gì. Hôm nay sau bữa ngọ trai, ngày mai đệ tử của ngươi sẽ chứng A La Hán. Thôi thì hãy đi về đi. Ngài Sariputta đi về. Vào sáng hôm sau, Đức Thế Tôn dùng thần thông tạo ra một đóa hoa sen vàng lớn như là bánh xe bò, khiến cho những cành hoa và những cuốn sen có vẻ như là có nước nhiễu ra từng giọt. Rồi dẫn người đệ tử đó ra ngoài bờ hồ, trao đóa hoa sen đó và bảo rằng: này thì khưu, hãy cầm cái đóa hoa sen này đi đến tận cái ranh của ngôi chùa và đặt nó trên một đống cát. Hãy ngồi chiếc già xuống, lưng thẳng trước cánh hoa sen này, khởi niệm với đề mục: lô hi tắc cần, lô hi tắc cần, tức là cái đề mục về casina màu đỏ. Lô hi tá tức là màu hoặc là màu đỏ. Lô hi tắc cần cái nghe là đỏ đỏ. Khi mà cầm lấy cánh sen từ Đức Thế Tôn trao cho vị tỳ khưu trẻ, bỗng phát sinh cái tâm tịnh tính,
Vị tỷ kheo này ra tận ranh giới, vuông cát thành một đống, rồi cắm cái hoa sen lên trên đó. Ngồi kiết già đối diện với cánh hoa sen, niệm đề mục Lô Hi Ta Cần, Lô Hi Ta Cần, đỏ, đỏ. Ngay khi đó, năm pháp triển cái Ni Quá Rà Na đều bị vẹt ra. Rồi cận định Upacara Trà Nặng sanh khởi. Không gián đoạn, vị tỳ kheo liền nhập sơ định, xuất sơ thiền, đi kinh hành cho đến khi thuần thục cả năm pháp. Rồi lại ngồi hành đạo, chứng đắc nhị thiền, tam thiền. Sau khi thuần thục trong tứ thiền, vì đó tâm thỏa thích với cái thú vui thiền định. Đức Phật biết vị tỳ kheo trẻ đắc các tầng thiền rồi, nhưng mà Ngài quán thêm rằng vị tỳ kheo có thể tự lực phát triển về quán minh để chứng đạt đạo quả cao siêu hay không. Rồi Ngài thấy rằng không thể được, Ngài khiến cho cánh hoa sen từ từ héo úa, trở thành đen giống như bị bò nát trong hai bàn tay. Vị tỳ kheo trẻ xuất thiền, nhìn thấy đóa hoa sen hiện rõ cái tướng vô thường như vậy, mới tự nghĩ rằng đóa hoa này sao lại lộ vẻ như là bị già nua đánh đập vậy, rất đổi những cái vật không có cái sự bám víu vật thế gian mà còn phải già nua như vậy, huống chi những chúng sanh có sự bám víu vật thế gian sẽ bị già nua chi phục. Đồng thời với sự thấy rõ vô thường tướng, vị tỳ kheo cũng thấy khổ não sinh khởi. Rồi phi ngã tướng, lúc bây giờ ba cái tướng nó hiện lên giống như đang thiêu đốt cả tam giới, và ghê tởm như là xác chết buộc vào cổ vậy. Ngày lúc ấy, các vị tỳ kheo trẻ không xa, một đứa con trai lội xuống cái ao hái những cành hoa sen trắng chắc đóng ở trên bờ. Vị tỳ kheo ngắm những cái đóa bạch đen ở dưới nước và trên bờ, thì thấy những cái cánh hoa dưới nước có vẻ tuyệt đẹp, giống như chúng đang vươn lên ở trên đầm nước mát. Còn những cánh hoa sen nằm trên bờ thì dần dần nó héo tàn. Vị tỳ kheo tự nghĩ, với những vật không có cái thủ, cái hữu mà sự sanh, sự già nua còn đánh đập như thế, huống hồ gì những vật có thủ, có hữu nó lại không buông tha, không đánh những chúng sanh bám víu vào cái thế gian này hay sao? Càng suy xét vì hãy thấy rõ bản chất của tướng vô thường, của khổ não, của phi ngã hơn bao giờ hết. Và Đức biết rõ rằng bây giờ những đề mục của vị tỳ kheo này đã thấu triệt đến nguồn cội. Ngồi trong hơi thấp, Ngài phóng hào quang đến trước mặt vị tỳ kheo trẻ. Vị ấy suy nghĩ, cái gì vậy? Và ngước mắt nhìn lên hình ảnh của Đức Thế Tôn. Vị ấy đứng dậy đảnh lễ Đức Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn suy xét đến cái pháp tánh thích hợp cho vị ấy rồi, Ngài phải thuyết lên câu Phật ngôn 285. Phụ trình đã xin nề Hamatano Kumudang Sa Radikang Wa Ba Nidna Sần Thi Mắc Gần E Wa Rù Hai Giá Nip Ba Nằng Su Gát Tề Na Đề Si Tăng. Từ các dây ái dục như tay bẻ sang thu, hãy tu đạo tịch tịnh Niết Bàn Thiên Thế ấy. Và khi chấm dứt câu Phật ngôn này, vị tỳ kheo đó đã chứng đắc thánh quả A-la-hán. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng bốn tháng nguyên đề niệm chẳng thông, đổi đề một ngọ đã nên công, truy ra chỉ tại 500 kiếp, thợ bạc ưa vàng thích chạm bông. Tuy nhiên vạn vật thấy vô thường, sắc đẹp khi già hết chỗ nương, tình ái như sen thu sắp úa, đoạn tình mới dứt được sầu vương. Câu Phật ngôn 285. Duyên sự chúng tôi cũng đã trình bày xong.
Và khi mà trình bày xong cái duyên sự này thì cũng hết giờ. Và hôm nay thì chúng ta không có cơ duyên để chúng ta đọc kệ ha, chỉ đọc qua dòng kinh. Nhưng mà thấy quý vị cũng đã thành công. Quý vị hôm nay rất là tiến bộ, đã vượt lên chính mình. Và đó là một phần thưởng mà chúng tôi cảm thấy rất là hoan hỷ. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được chấm dứt. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật, nhất là câu Phật ngôn này, để chúng ta thấy cái vấn đề nhân duyên, để chúng ta thấy được cái sự vô thường, sự khổ đau và sự vô ngã chi phối cả tam giới. Và chính vì tỳ kheo này cũng nhờ cái nhân duyên quá khứ mà để rồi hôm nay chứng đắc thánh quả A La Hán. Và câu Phật ngôn này là một bài học để chúng ta tạo trữ những pháp ba la mật. Và chính những cái pháp ba la mật, những cái phước lành trong quá khứ, nó hỗ trợ cho chúng ta trong hiện kiếp này được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác thinh văn thính chúng hộ trì đệ ni và thiện nam nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên là sách chú quá chê ná sâu thị vũ hô tụ sắp ở đà. Do lời chân thật này chân quả phước lên chư tôn thiền đức ni và đạo tràng pháp hồn. Thank you.